Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube HB Nguyễn của mình nha. Thì tình hình con cá dồ cờ của mình hồi bữa mình ngâm thuốc đó các bạn, thì hôm nay mình quay lại cho mọi người xem nè. Thì cái clip này là trưa rồi nha. Hồi bữa mình đánh thuốc vào buổi sáng, thì này buổi trưa mình thăm nó thì mình thấy nó đai cu xin rồi mọi người. Buồn ghê luôn. Ủa còn nhúng nhích hả? Mới thấy nó nhúng nhích mọi người. Ủa sao nãy thấy nhúng nhích mà cứng đơ rồi. Uổng ghê luôn á mọi người. Biết nó bị gì nữa coi. Nó bị tụt nhớt hay là bữa do cúp điện rồi nó dọp cái bụng luôn nè mọi người. Thì ổng gà nó bỏ ăn 2 ngày rồi nha. Mình gán cứu nó mà cứu không được mọi người. Gà nhớt luôn nè. Đi rồi mọi người. Nãy mình thấy cái oxy đẩy lên nó đụng mình tưởng đâu là nó dãy mọi người. Nó đi rồi. Thì đây còn con kia thì hy vọng là nó cũng bị tốt bụng giống con này luôn nè mọi người. Mà hy vọng là con kia nó sẽ khỏe hơn nha. Thấy nó bơi cũng khá là ổn đó, nhưng mà không biết nó khỏe hay không thôi. Mong nó khỏe lại mình sẽ bỏ nó vô đây nữa. Các bạn thấy nó bơi không? Nó bơi nó hơi bị giống như cái bong bóng ở trong cái bụng đó mọi người. Nó bị nổi lên nè. Thường bị mấy cái này rất là khó chạy nha. Mấy cái này với tuột nhớt là mình không biết đường chạy luôn á. Ở đây có ai biết chạy hai loại bệnh đó thì mình lượn bên dưới cho mình biết với nghe. Còn con này thì đậu xanh uổng ghê luôn mọi người. Buồn bãi thiệt. Lần đầu mình nuôi thành cái tư hãng cho nên chưa có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà mình bữa nào chắc mình đi mình kiếm thêm vài con nữa mọi người ơi. Chén thiệt hay. Rồi bye bye mọi người nha. Hello, xin chào mọi người. Thì đây là 2 giờ mấy trưa nha. 2 giờ mấy chiều chứ. Thì mình quay lại con cá dồ cờ của mình cho các bạn xem. Cái này là mình mới mở oxy lớn hơn nè mọi người. Tình hình bây giờ thì mình thấy nó bơi cũng nhiều mà sao nó thở gấp hơn hồi sáng. Giờ thấy cái mang nó thở rồi nha, còn hồi sáng không thấy nó thở luôn á. Sáng thấy cái mang nó gục gịch luôn. Mà giờ thì nó vẫn còn tốt bụng mọi người. Cái bụng nó vẫn còn tốt nè. Thì con này mình nghĩ là chắc hồi bữa do cúp điện nhiều á mọi người. Rồi nó ảnh hưởng gì tới cái bong bóng cá của nó. Giờ lâu lâu nó cứ lên nó đớp khí. Nhưng mà mình thấy nó vẫn thở gấp bình thường. Mặc dù vẫn bơm oxy mạnh. Cái này là mình mới bật lên mạnh á, chứ sáng giờ mình sủi cũng vừa. Không biết con này sao đây. Thì bây giờ mình quyết định mình ngâm nó tới chiều nha mọi người. Rồi chiều nếu mà thấy nó mạnh mình sẽ thả lại vô hồ. Thì để chiều có gì mình cập nhật lại cho mọi người xem tiếp ha. Giờ thì tạm thời thấy nó cũng nó mạnh rồi đó, nhưng mà sao nó vẫn còn thở gấp quá nè. Rồi vậy hẹn các bạn lại buổi chiều ha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hiện tại là 9 giờ mấy đêm nha mọi người. Thì mình thấy cái con dồ cờ của mình sau khi được đánh thuốc trong vòng một ngày thôi nha, chứ không có một ngày một đêm nha mọi người nha. Thì mình thấy nó bơi lại bình thường rồi nè mọi người, nhưng mà cái miệng nó mình vẫn thấy nó còn thở nè, nó còn thở gấp á. Thì không biết làm sao thôi, mình sẽ lấy cái xô này mình đổ vô cái hồ cá của mình luôn nha mọi người nha. Tại vì cái hồ này mình thấy hình như nó cũng có một ít vi khuẩn á mọi người.
mấy con cá này nó hay cọ mình nè. Thì cái nước này nó diệt khuẩn rất là tốt nha. Thì cái nước này mình pha loãng rồi mọi người, cho nên là không có đậm đặc đâu. Mình đổ vô đây sẵn mình chỉ ngừa bệnh luôn mọi người, chứ bỏ phí. Rồi thì bây giờ mình sẽ đổ con thành cát tư hãng này vô cái hồ đó luôn nha. Xem sáng coi nó đỡ, nó mạnh là. Rồi cái thuốc nó ăn con dê xanh lè luôn nha mọi người. Dê thịt kia. Đó, các bạn thấy nó lè không? Vậy là thấy nó khỏe đó mọi người. Rồi vô đây nha. Phải con kia mà mình phát hiện sớm là đỡ rồi. Con kia mình phát hiện trễ quá mà. Chưa thôi. Mình đổ vô nó, nước nó hơi đục tí nhưng mà từ từ nó sẽ trong lại. Rồi nó vô. Vô thấy nó bơi tung tăng. Làm chết con kia uổng đó mọi người. Phải mình phát hiện hồi tối, mình phát hiện sớm thì mình vớt nó ra ngâm thuốc sớm rồi thì đỡ rồi. Cái con nó nguyên nhân là do bữa trước cúp điện một ngày một đêm luôn mọi người. Mình cũng có một cái máy oxy chạy bằng pin dự phòng á mọi người, nhưng mà mình chỉ đánh được 2-3 tiếng à, cục pin nó có 2-3 tiếng à. Thì trong khoảng thời gian cúp điện đó mình cũng đánh, nhưng mà mình cũng hơi chủ quan là nó giống như mấy con dò đếm á mọi người. Mấy con dò đếm với mấy con cá cha này thì không sao hết nè. Lúc trước mình có nghe một số anh nói là nuôi con thành cát này cũng không cần oxy, cho nên là mình nghĩ nó cũng như con dò cờ với con cá cha mọi người. Nó mạnh á, với nó đốt khí trên mặt nước là mình nghĩ nó cũng không cần oxy nhiều. Con chê cọp nó còn không sao mà mọi người, vậy mà hai con thành cát nó bị tóp bụng, nó bị ảnh hưởng về cái đường hô hấp á mọi người, giống như nó thiếu oxy lâu á. Bởi vì thì thông qua cái việc đó thì mình đánh giá ba dòng cá mập cảnh này thì con thành cát tư hãng là nó yếu hơn cái con dồ đếm với con cá cha này nha mọi người nha. Con cá cha bạch tạng của mình thì nó rất là trâu luôn, mình nuôi 3 năm mấy rồi mình đâu cần oxy gì đâu, mình bỏ dưới thùng mút không á, không cần oxy luôn nha. Mà nước là mấy tháng trời mình mới thay một lần á, mà nó vẫn sống khỏe bình thường. Còn mấy con dồ đếm này thì nó yếu hơn nè, nó sống trong môi trường nghèo oxy khoảng 3-4 ngày thôi. Mà nếu các bạn cho nó ăn no quá thì nó dễ bị chướng bụng nha, nó chịu không nổi. Còn con thành cát tư hãng này theo như mình đánh giá thì nó yếu hơn con dồ đếm nữa. Thì cái đó tùy theo mọi người, nhưng mà theo như cảm nhận của mình nuôi, mình thấy nó vậy á mọi người. Nếu mọi người nuôi ở ngoài trời thì không nói tới nha. Cái này mình đang nói vấn đề nuôi ở trong nhà thôi. Nuôi ngoài trời thì có ánh sáng đồ, nhiệt độ nước đồ mọi người, thì nó sẽ, mấy con này nó sẽ mạnh lắm, nó không cần oxy đồ đâu. Còn như các bạn nuôi trong nhà, nuôi trong hồ nữa thì đặc biệt cần có oxy cho bọn này, hoặc là có dòng chảy. Chứ nước đứng là con thành cát này là nó chịu không nổi nè. Rồi thì hôm nay chỉ làm clip tới đây cho các bạn xem thôi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn các bạn nào muốn mình nuôi loại cá nào chung với mấy loại cá trong hồ này á, thì các bạn để lại bình luận phía dưới cho mình biết nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.